Đây là một quán bán đất dừa, nhưng đây cũng là một lớp học nơi cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Huệ, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, hàng ngày dạy học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học mang tên Cầu Vồng với ý nghĩa mỗi em là một mảnh đời, một màu sắc, nhưng khi kết hợp lại thì sẽ tạo ra một chiếc cầu vồng rực rỡ. Sinh ra trong gia đình đông con ở phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, bố mất sớm, Nguyễn Thị Ngọc Huệ có con đường học tập vất vả và khó khăn hơn nhiều những người bạn đồng trang lứa. Nhưng với đức tính luôn gần gù, siêng năng, cô gái có dáng người nhỏ con, làn da ngăm đen này đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được ước mơ từ thuở nhỏ là trở thành một giáo viên. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cô Huệ quyết định về quê, mở lớp học này như để trả ơn cuộc đời. Từ khi mà con đi học đó, thì bản thân của mình là gặp rất nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình đó, mẹ là một người có được một cuộc đồng hồ. Mình đây là một cuộc đồng hồ. Đó là lý do khiến cô gái quyết định mở một lớp học miễn phí, nhận dạy các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Hầu hết các em là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đông con hoặc bố mẹ ly thân. Vào hè, Huệ mở lớp dạy tại nhà của mình. Đến lúc các em vào năm học mới, Huệ chuyển lớp học ra quán bán nước dừa để thuận tiện cho việc học của các em lẫn việc buôn bán. Lớp học với chiếc bàn nhựa, tủ sách làm bằng giỏ đựng trái cây và dưới mái hiên đơn sơ, chật chội, nhưng không gian giản dị này luôn đầy ắp tiếng cười, niềm vui. Có các bạn có hoàn cảnh đặc biệt đấy là có những bạn có hoàn cảnh khó khăn cũng như những cái lý do trong cuộc sống nên là các bạn gặp những cái vấn đề mà rất là cần được quan tâm thì các bạn những cái lớp học này nhất là lớp học các môn toán tiếng Việt và bên cạnh đó là không có và các bạn những cái khó khăn như là lao tháo của sinh như hôm nay chẳng hạn hoặc là các cái chuyến đi nhỏ là mỗi qua tặng quà trung thu và từ đó thì sẽ nuôi dạy và sẽ nuôi dưỡng các bạn những cái nhu cầu đoàn thể thành lập một lớp học về dạy vui vừa hiểu và học được kỹ năng sống học toán tiếng Việt nữa. Hiện tại, lớp học cầu vồng của cô Huệ đang dạy cho 10 học sinh. Cô cho biết chưa từ chối, cũng chưa từ bỏ bất cứ một em học sinh nào nếu có nhu cầu xin học. Cô biết rõ hoàn cảnh mỗi em với tính cách khác nhau, nhưng tâm niệm sẽ luôn làm hết mình, cố gắng giúp đỡ để các em có được môi trường luôn cởi mở, luôn tràn đầy niềm vui. Thưa quý vị, câu chuyện vừa mới xảy ra ở một trường tiểu học trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang khiến dư luận xôn xao. Tại một lớp học ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cô giáo chủ nhiệm đã bất ngờ đề nghị phụ huynh mua cho mình một chiếc laptop. Vâng, có thể hiểu như là cô giáo muốn phụ huynh góp vốn để sắm máy tính cá nhân, kèm theo một máy in và cả phụ cấp hàng tháng cho cô bảo mẫu. Câu chuyện này đang gây xôn xao dư luận. Theo phản ánh của các phụ huynh lớp 4/3 trường tiểu học Trương Dương tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện bắt đầu vào ngày họp phụ huynh hôm 14 tháng 9 năm 2024. Cô giáo chủ nhiệm lớp 4/3 có xin lớp hỗ trợ cô một laptop, tức máy tính sách tay trị giá 4-5 triệu, một máy in tài liệu và mỗi tháng 300.000 đồng hỗ trợ cho cô bảo mẫu. Sau đó phụ huynh có ý kiến là máy in đã mua hồi lớp 3 thì liên hệ cô chủ nhiệm lớp cũ xin lại cho lớp dùng. Trưa cùng ngày, cô giáo nhắn tin vào group, tức nhóm Zalo chung, nhóm này chỉ có trưởng phó nhóm mới được quyền gửi tin nhắn, các phụ huynh còn lại chỉ được phép đọc. Cô đã nhắn vào nhóm Zalo phụ huynh với hai lựa chọn, một chiếc laptop màu xám giá 5,5 triệu và một chiếc màu đen có giá 11 triệu đồng. Cô giáo nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ lấy máy đen vì chạy dữ liệu nhanh hơn, phụ huynh hỗ trợ 6 triệu, còn cô giáo bù vào 5 triệu. Sau đó, để đảm bảo công bằng, cô giáo đã tổ chức một cuộc bình chọn trong nhóm Zalo với hai lựa chọn, đồng ý và không đồng ý cho các phụ huynh bỏ phiếu. Kết quả là trong tổng số 47 phụ huynh, 26 người đồng ý, 3 người phản đối và 18 người im lặng. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ứng từ một số phụ huynh không đồng tình, cô giáo đã nhanh chóng tuyên bố không nhận gì từ phụ huynh và tự mua laptop. Điều đáng nói hơn, trong một tin nhắn khác, cô giáo tuyên bố sẽ không soạn đề cương ôn tập cho học sinh và các bậc phụ huynh tự ôn cho con.
Tuy nhiên sau đó cô lại khẳng định rằng mình vẫn sẽ ôn cho các em, chỉ là phụ huynh cần tự quan tâm nhắc nhở con cái. Câu chuyện chưa dừng lại ở đây, không chỉ dừng lại ở việc xin laptop, cô giáo còn bị phản ánh bán hàng trong lớp học, từ mì gói đến xúc xích, nước ngọt. Việc học sinh vừa học vừa ăn uống tạo ra một không gian vừa học vừa buôn bán, khiến một số phụ huynh bày tỏ lo lắng về môi trường học tập của con em mình. Vâng thưa quý vị, với những lo lắng về giáo viên này thì nhiều phụ huynh đã gửi đơn kiến nghị đến nhà trường yêu cầu thay đổi giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyển các em sang lớp khác. Phụ huynh lo ngại rằng những hành vi này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học tập và tâm lý của học sinh, đặc biệt khi năm học này là năm học quan trọng của cấp tiểu học. Theo nguồn tin từ phóng viên báo Thanh Niên, ngày 24 tháng 9, tại phòng giáo viên trường tiểu học Trương Dương diễn ra buổi làm việc giữa các phụ huynh học sinh lớp 4/3 với 27 phụ huynh tham gia và ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương và giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3. Sáng ngày 28 tháng 9, thì phóng viên báo Thanh Niên liên hệ ông Lê Công Minh để có câu trả lời ở tất cả các nội dung phản ánh này. Ông Minh cho biết, thứ Bảy trường tiểu học nghỉ, ông hẹn phóng viên vào sáng thứ Hai, tức ngày 30 tháng 9, gặp mặt trực tiếp tại trường để trả lời. Và ông Minh nói thêm, ông đang tập trung làm báo cáo gửi phòng giáo dục và đào tạo quận 1. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 9 năm 2024, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần truyền thông Sunrise 15 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, quy định tại điểm D khoản 1 điều 101 nghị định số 15. Theo Công an thành phố Hà Nội, vừa qua, tình hình lũ lụt và cơn bão số 3 tức bão Yagi có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Nhiều người chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng việc đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội dẫn đến gây bức xúc trong dư luận. Trong đó, PA05 Công an thành phố Hà Nội phát hiện công ty cổ phần truyền thông Sunrise quản lý sử dụng kênh YouTube Những bài học nhỏ đăng tải lên không gian mạng, video clip có tiêu đề Quả báo làng Nủ, Lào Cai, chuyện cổ tích, những bài học nhỏ, quà tặng cuộc sống vào ngày 16 tháng 9. Xác định đây là thông tin bịa đặt, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, PA05 đã xác minh và mời người liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, người đại diện công ty cổ phần truyền thông Sunrise thừa nhận kênh Những bài học nhỏ thuộc công ty quản lý đã đăng tải lên không gian mạng video clip giật tít Quả báo làng Nủ, Lào Cai là thông tin bịa đặt. Ngay sau khi đăng tải video clip thu hút nhiều bình luận tiêu cực, bức xúc về video clip gây ảnh hưởng đến làng Nủ tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, công ty đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động xóa video clip và đăng tải thông tin đính chính xin lỗi cộng đồng mạng. Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dân nên theo dõi thông tin chính thức tại các trang mạng, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước và tuyệt đối không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.